xin thầy cho con biết là có thầy nói là không nên ăn đồ cúng cô hồn, và có thầy nói là ăn không sao, vậy là nên ăn hay không ăn? Cái câu hỏi này đó thì Pháp Hòa cũng trả lời giống như câu kia thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa, phần Pháp Hòa nha. Theo Pháp Hòa đó là ăn không sao. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái đồ cúng cô hồn đó mình nói mình ăn, lý do nào không ăn? Thì người thầy ta giải thích như vậy. Ngày xưa Pháp Hòa có hỏi thì quý ngài lớn dạy như thế này: bởi vì những cái bậc cao đức, gọi là mình gọi là đạo cao đức trọng đó, mình đem cái thức ăn cúng cô hồn hay cúng vong cho quý ngài nó dùng á, thì các vong tổ phước, bởi vì cái đức của các ngài lớn hơn vong, mà cái đồ thức ăn mà vong đã hưởng rồi mà bây giờ đem dâng cho các ngài thì sợ vong bị tổn cái phước, tổn cái đức. Còn bây giờ ở đây á, phần của mình bảo đảm là mình không có phước đức bao nhiêu hết, có mà không bao nhiêu hết. Không ăn đem đổ hết đó, tổn đó. Phước được, phước đâu chưa thấy mà đem đổ hết cả đống là tổn rồi đó. Thì thành thử theo Pháp Hòa không ăn hết, tại không bỏ, không ăn bỏ tội. Thành thử ra Pháp Hòa ăn cô hồn, ăn đồ cô hồn từ nhỏ tới lớn. Cái đó là Pháp Hòa nói thật, là ở chùa Pháp Hòa là cúng cô hồn rồi là Pháp Hòa xuống ăn bình thường, thậm chí những chén cơm cúng vong buổi chiều mà dồn lại Pháp Hòa xuống bếp mà thấy còn là Pháp Hòa đem ra, Pháp Hòa hâm lại Hòa ăn, ăn ngon lành. Mà hình như nó có giảm thiệt à. Cho nên Pháp Hòa, những vị khác thì Pháp Hòa không dám nói. Giờ đây thì ngay trực tiếp hỏi Pháp Hòa thì Pháp Hòa nói phần Pháp Hòa thôi. Giờ phần Pháp Hòa là Pháp Hòa không cử, vì Pháp Hòa quan niệm á, có ăn là quý rồi, không ăn bỏ mới tội. Pháp Hòa quan niệm vậy thôi. Quý vị có nhớ ngày xưa Việt Nam á, mình có một cái phong tục cúng tống gió không? Cái lễ tống gió Việt Nam á, là người ta làm một cái chiếc thuyền, xong rồi người ta đem gà luộc, đem thức ăn người ta bỏ để trong cái chiếc thuyền đó, rồi người ta cho nó trôi xong để người ta nguyện, người ta cầu tống đi những cái xui xẻo theo cái làn gió ra khơi ra biển, ý người ta nói vậy. Mà quý vị biết không, mình sợ ăn mấy cái đồ đó lắm, tại vì đồ xui mà, đồ xả xui, nói rõ vậy. Nhưng mà những đứa chăn trâu nó mừng vô cùng, là tại vì nó được cái con gà luộc đó là bữa thịnh soạn. Và mình cứ nghĩ mình như em bé chăn trâu đi. Theo Pháp Hòa nghĩ là mình sanh ra ở một đất nước có ăn, có mặc, có đầy đủ. Bây giờ có ăn là quý, không nên phí. Còn đối với những vị mà, dĩ nhiên đối với những vị mà tôn túc thì chúng ta không nên, vì đó là giờ dạy của các ngài. Thì mình kính trọng các ngài thì mình không mang đồ ăn, thức ăn cúng lên, mình cúng cho các ngài vậy thôi. Chứ còn đối với mình thì thôi mình cứ ăn không sao. Còn vị nào có cử thì có đó tùy quý vị. Chứ Pháp Hòa nói vậy cũng có nghĩa là quý vị, Pháp Hòa nói quý vị ăn rồi mai mốt quý vị quên kinh, quên gì cái nói lại ăn đồ có hồn mà quên, mà bắt đền là tội Pháp Hòa. Theo Pháp Hòa thì ảnh sao hết không, mà cái điều đó cô nói mà biết có người là nói như vậy. Có một cái câu hỏi này hay lắm: kính yêu cầu thầy ban cho câu vọng cổ. Chịu không nổi. Giờ muốn nghe không? Nghe. Nam
Đây là trong này còn đề nghị luôn nha, vọng cổ tình mẹ. À, bây giờ Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài cũ nhưng mà mới hát. Bài này có tên là Lòng Mẹ. Trong cảnh nhà dột cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu. Dẫu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng, nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em á. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban ê mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ nó phơi xuống lưng còng gối mòn, con lớn lên thành một tuổi, là mẹ mất hết một năm gần gũi nhưng thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết, rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sấm tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tiết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rác, lòng mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết trường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hỏi thầy là con là một Phật tử tại gia, thì từ nhỏ tới lớn con biết niệm là Đức Thích Ca, thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà khi tới viện thì con thấy là Phật tử ở thiền viện là hay niệm là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca,
Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn con đã quen là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì thấy thanh tịnh cái tâm mình hơn. Mà nếu như khi con đến thiền viện mà các Phật tử khác á, muốn con phải niệm ngược trở lại như vậy thì con cảm thấy nó hơi rối. Thì xin Thầy cho con một lời khuyên là như thế nào? Ở bên chỗ Pháp Hòa vui lắm. Pháp Hòa có một cái Phật tử lần nào gửi thư á cho Pháp Hòa thì ở trên cái đề thư á để là con thầy, kính gửi thầy con. Và mỗi buổi sáng Chủ nhật có một chú Phật tử người Hoa, mỗi lần ông bước vô chùa ông gặp Pháp Hòa nó nói a chào ông thầy. Cái Pháp Hòa cũng chắp tay nó a chào ông chú. Thì Pháp Hòa giải thích như thế này á, là bởi vì chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình niệm theo cái cú ngữ của người Hoa. Mình nói Bổn Sư, thầy của mình. Bổn Sư là thầy gốc của mình. Tiếng Anh dịch là My Root Teacher hay là My Original Teacher. Chữ Bổn Sư là vậy. Rồi tên của cái vị đó là Thích Ca Mâu Ni, rồi là vị này là Phật. Đó mình nói theo người Hoa. Bây giờ mình niệm theo người Việt là Nam Mô Phật, đưa cái Đức Phật lên trên. Vị Phật là chính. Phật này là gì? Phật này hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ đó Chư Tôn Đức cũng muốn mình trở về cái lối của người Việt. Mình nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mình chứ không có quen, mình niệm cái đó mình hơi rối. Thật sự ra tại mình chưa quen thôi, chứ không phải gì đó. Mình niệm quen thời gian rồi cái đó bình thường. Pháp Hòa nói ví dụ như trước thế kỷ thứ 13 Việt Nam ta không gọi là Phật, nước Việt Nam gọi là Bụt. Sau thế kỷ 13 người Hoa mang cái kinh điển văn hóa Trung Hoa qua đất nước Việt Nam thì từ đó mình bắt đầu theo cái cách của người Hoa người gọi Phật, chứ trước đó không có Phật, mình gọi là Bụt. Quý vị mà đọc lại những cái văn thơ mà thời xưa thì quý vị sẽ nghe cái danh từ Bụt này. Thí dụ như ông Nguyễn Trãi làm thơ thì trong đó Nguyễn Trãi có một câu là Bụt là lòng. Bụt là lòng. Rồi ông Chu Mạnh Trinh khi đi lên chùa Hương, ông làm bài thơ Bầu trời cảnh Bụt. Cảnh Bụt là cảnh gì? Bầu trời cảnh Bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng, cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tay một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thì mình gọi Bụt, gọi Phật, trước Phật sau thì chẳng qua là mình muốn có một cái sự trở về. Nhưng mà bởi vì mình chưa quen thì mình thấy nó khó chịu. Thì thôi bây giờ á, nó có hai cách. Một là mình quyết định là mình đi tới cái chỗ này hoài thì buộc lòng mình phải theo cái tập quán đó để mình làm cho nó quen, nó riết nó quen. Rồi giờ mình không thấy quen thì mình cứ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có sao hết. Tất cả đều là do có thói quen. Thí dụ như mình gọi là giáo hội Phật giáo. Nhưng mà nếu giờ một lúc nào đó người Việt bây giờ quyết định thống nhất không dùng chữ Phật mà kêu là giáo hội Bụt giáo, mình nghe kỳ phải không? Nhưng mà thật sự tại vì nghe nó không quen tai, kêu riết rồi nó cũng quen thôi. Hồi đó ví dụ đi, mình tới nước Mỹ, mình học tiếng Mỹ, gặp cái bảng stop, mình không nói, mình kêu xì stop.
Mới đầu mấy đứa con mình nó nghe cái chữ xì tóp nó chói tai lắm, má nói tiếng Mỹ không có đúng, nhưng mà nó nghe mình riết cái nó theo luôn. Nên đây má đi tới cái bảng xì tóp má nhớ luôn. Cái microwave mình đóng kêu vậy, lợi cái microwave. Cái microwave mình nói cái nó nghe nó nói, trời ơi nó microwave, nó, à kệ tao nói tiếng đồi. Rồi nó ở với mình riết cái nó cũng microwave luôn. Cái gì cũng là do cái quân thôi, cái quen thôi, không có gì hết. Đừng có khó chịu, mình không quen thì mình cứ niệm kiểu mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình muốn ở nước Mỹ, muốn hòa nhập với người Mỹ, ví dụ vậy đi, thì mình tập phải ngửi được mùi pizza. Mà lỡ người ta mời mình vô tiệm ăn pizza mà ăn không được cái chi, xé cái vành, ăn cái bột. Còn nếu mình muốn hòa nhập với mọi người thì cũng phải tập ăn pizza, ăn spaghetti chút, ví dụ vậy. Chịu ý ha, thành thử ra không có gì trở ngại, mình có niệm Phật trước, Phật sau, hay thậm chí mình có niệm Bụt thì Đức Thích Ca cũng chẳng buồn gì hết. Giống như cái cô Phật tử gửi thư cho thầy, con thầy để dưới kính gửi thầy con, không mà đọc xong là mô Phật còn cây. Ở đây có một câu hỏi, có những người không hoặc thiếu ý thức, tức là không ý thức hoặc là thiếu ý thức, họ lợi dụng hoặc ỷ lại những người làm hạnh Bồ Tát mà chẳng muốn sửa sai, chẳng lẽ mình cứ dung túng hay sao? Câu này khó giải quyết. Nhưng mà tới hồi mình muốn giải quyết cái đó không khó. Quý vị nhớ như thế này, ở trong đạo Phật có ông thiện nhưng mà cũng có ông ác. Ông ác mà không có tâm ác, ông ác cái tướng, ác cái hành động mà không có ác tâm. Giống như quý vị nào mà có vô chùa mà thấy ông mọc ra cái lưỡi dài thiệt dài, ông trợn mắt ra trên đầu mọc ba cái sừng, ông cầm cái cờ vậy không, quý vị kêu ông đó là ông gì? Ông Tiêu. Ông đó kêu là ông Tiêu. Ông Tiêu là ông phải ông bán bánh tiêu, mình kêu ông Tiêu. Mà cái tên là ông nói đầy đủ là Tiêu Diện Đại Sĩ, là Bồ Tát này tên là Tiêu Diện. Thì mà cái vị đó đó là ai hóa thân ra? Đức Quan Âm Bồ Tát. Cho nên mà Đức Quan Âm Bồ Tát á, là có cái vẻ từ bi thì chỉ độ được những người lành thôi, chứ còn cái những người mà trong giới cô hồn là mình hiền quá ăn hiếp. Cho nên Ngài phải hiện cái thân tướng dữ đi để thống lãnh cô hồn. Nhưng mà ở trên cái mặt của cái vị mà dữ dằn đó, ẩn tàng bên trong đó là một trái tim của Bồ Tát. Ở một mặt khác, Phật dạy một bài kinh. Phật nói một hôm Phật đi ngang một cái ông chăn ngựa, Phật mới hỏi ông chăn ngựa sao, ông kể tôi nghe. Ông mới liệt kê ra, dạ con ngựa nào mà nó chứng thì nó làm này làm kia, tra hàm thiếp câu dây đài làm đủ kiểu hết. Rồi Phật nói rủ cái con nào mà hết cùng đường, hết còn làm gì được làm thì làm sao, thì ông mới nói là dạ giết nó. Thì Phật xoay qua các thầy, Phật mới nói trong giáo pháp cũng vậy, có những người ương ngạnh cứng đầu thì mình phải điều phục bằng cách là phạt hay là làm đủ cách để làm cho cái người này thuần. Nhưng mà cuối cùng người này vẫn không thuần, không sửa, thì trong đạo Phật gọi là gì? Mặc tẩn. Mặc là im lặng mà trừ người đó ra. Có nghĩa là mình làm hết lòng để mình làm, mình sửa cho cái người này, nhưng mà họ cố tình họ không sửa, thì lúc đó mình mới đầu mới tùy duyên nè, mình tạo duyên nè, mình gieo duyên nè, mình tích duyên nè, không được thì mình mới tùy duyên. Chứ còn không có gặp ai cũng nói thôi tùy duyên đi, không được, đó là buông xuôi. Tùy duyên là khi nào mình đã tạo hết tất cả rồi mà không được nữa, chừng đó mới tùy duyên. Ở đây cũng vậy, một người Phật tử thí dụ đi vô chùa mà mình tìm mọi cách để giúp cho cái người này, để họ
tu hành trở lại như vậy mà rốt cuộc không được nữa, thì lúc đó mình cũng phải có một phương pháp mời người đó đi. Trong chúng các thầy xuất gia cũng vậy. Nếu mà trong chúng là nếu cái vị này mà vô đây mà làm không có được ở trong tăng đoàn, chỉ quay gây rối thôi, không có làm được, thì lúc đó họp chúng mà mời. Nó bây giờ không có thể dung túng thầy được nữa. Chúng tôi phải mời thầy rời khỏi cái chỗ này. Rồi người này đi tới đâu rồi cũng bị ta mời, thì một á, không, thì mình cứ buông trôi cuộc đời mình như vậy. Còn nếu mà không thì phải có tư duy thiền quán như nãy mà nói đó, thì nhìn lại mình, ủa mình sống sao mà không ai thương mình hết vậy? Mình sống sao mà ai cũng nghĩa là có cái lời nói và có những cái hành vi, thì lúc đó phải quán chiếu lại. Cho nên ở đây đó, từ bi mà mình phải có trí tuệ thôi, chứ không phải là nói vậy rồi cái mình lúc nào mình cũng dung túng đâu. Mình không phải dung túng, mà mình làm gì? Mình khuyên lơn cho người đó phục thiện, mà người này hoàn toàn không làm nữa mà chống trả lại, thì chừng đó mình phải buông người đó. Bạch thầy, khi con ăn chay trường nhưng còn nấu đồ mặn cho các con, vậy con có tội không? Xin thầy cho con biết. Trời đất, cái này nó thường ở trong xảy ra trong đời sống lắm. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như thế này, theo cái Pháp Hòa thôi, bởi vì mình á, ai cũng có bổn phận hết, người nào cũng có một vai trò để sống. Mà nhiều khi một ngày mình tới mấy vai vậy. Mình vô hãng á, mình làm vai người làm công, về nhà mình đóng vai làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm rể, đủ vai hết. Mà mình phải thủ đủ vai cho tròn, không thôi người ta không bướng nữa. Bây giờ cái chuyện tu của mình là của mình, nhưng mà bổn phận của mình không thể thiếu, cho nên mình phải làm. Nhưng mà nhiều khi mình làm như vậy á, mình làm nhưng mà mình phải biết rằng mình làm đây là tình thương và bổn phận mình làm. Bây giờ mình không nấu, ai nấu? Mà mình có yên không? Lòng của người mẹ đâu có yên để mà con mình nó ăn không có đầy đủ, cho nên phải nấu. Nhưng mà cái đó đều tất cả xuất phát từ cái sự tình thương và bổn phận, mà không phải mình cố tâm mà gọi là con nó không có chịu ăn mà mình ép nó, bởi vì mình phải làm. Rồi khi mình làm cái đó, mình có thể khởi tâm phát triển tình thương. Con mong rằng một ngày nào đó con của con nó lớn lên nó tự lo được, hoặc nó phát tâm nó ăn chay. Tại vì mình chưa cho nó bằng cái chay thật, thì mình phải cho nó cái chay tâm. Cái chay tâm là mình cầu nguyện cho nó, mình nấu mình xem cái gia vị cầu nguyện trong đó. Bây giờ con nó chưa, mình chưa khuyến là được ăn chay bằng hình thức, thì mình phải khuyến con mình ăn chay bằng cái tâm thức của mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình đâu có giúp cho người kia hết bệnh, nhưng mà mình cầu an cho người đó hết bệnh. Chứ mình đâu có lấy cái bệnh của họ ra được, mình không có đủ năng lượng, không đủ năng lực. Nhưng mình có đủ năng lực ít nhiều để gửi năng lượng bình an tới người đó, cho gọi là cầu an. Cầu cho người đó an. Mà khi cầu cho người đó an cũng xuất phát từ tấm lòng an, cho nên người đó an mình mới an. Mà thậm chí nó ngược lại, vì mình có an cho nên mình cầu người mới an. Quý hiểu ý được cái chỗ đó không? Cho nên thí dụ ở bên chùa Pháp Hòa đi, Pháp Hòa có cái chú, mà có những chú rất nhỏ, mới có 8-9 tuổi thôi, làm sao sáng mà biết thức dậy mặc đồ cho ấm rồi đi học. Nhiều khi mình mệt muốn chết mà nhớ tới giờ rồi cũng phải đi xuống làm bổn phận của sinh hồn mắm. Mình cũng phải làm bổn phận thôi chứ, đâu phải mình nằm đó nữa. Tôi trụ trì mà cần gì làm, hay là tôi là thầy, tôi là sư phụ, mà không phải. Anh là cái gì không biết, nhưng mà anh đã nhận một đứa nhỏ, nghĩa là anh chăm sóc. Mà anh chăm sóc thì anh phải làm bổn phận của người chăm sóc, thậm chí tắm rửa cho nó, giặt đồ cho nó, xếp đồ. Ở một vị trí khác
anh không làm bởi vì anh không cần làm. Nhưng anh ở cái vai trò bổn phận là thầy chăm sóc đệ tử nhỏ thì anh phải làm bổn phận không đau khổ, không buồn phiền, không trách móc gì. Vì đó là bổn phận. Quý vị hiểu ý không? Cho nên ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục cứu chúng sanh ra rồi, chúng sanh ương ngạnh cứng đầu vô nữa, ngài đâu có trách. You again. Ngài đâu có nói vậy. Cho nên kinh Địa Tạng hỏi nha, quý vị đọc kinh Địa Tạng nha. Có vị Bồ Tát hỏi ngài Địa Tạng lập thệ nguyện, bây giờ chúng sanh còn ở trong cảnh khổ như vậy, ngài tại sao phải lập thêm đại nguyện? Mà đã là nguyện thì không khổ. Mình không, mình khổ cho nên mình mới kêu nó là nghiệp. Còn người mà thấy nó là hạnh rồi thì từ nghiệp chuyển thành nguyện. Cho nên mình tu là tu từ cái nghiệp chuyển thành cái nguyện. Mà đã là nguyện thì có gì đau khổ. Cho Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục mà không đau khổ. Tiêu Diện Đại Sĩ không muốn làm người trợn mắt mà cứ trợn mắt, không muốn le lưỡi mà phải le lưỡi, nhưng mà nhờ le lưỡi trợn mắt vậy mới triệu tập được cô hồn về. Được cái chỗ này không? Dạ. Ăn được. Còn nếu không muốn nấu mặn thì đừng để muối nhiều. Thầy cho con hỏi nha, là nhân cái ăn chay này là mấy đứa con của con đã hỏi là những ngày ăn chay có thể ăn trứng được không mẹ? Thì con cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì có vị thầy thì nói là không nên ăn, mà có vị thầy nói thì có thể ăn được trứng nếu không có ấp gì đó. Thì con cũng trả lời giống vậy thôi. Thì có đứa nó phản đối, nó đã ăn chay thì không nên ăn trứng mẹ. Thì có đứa nó nói thì trứng thì đâu có ấp nở gì đâu mà gọi là sắc xanh. Thì bà thầy nhân đây xin thầy cho biết là có nên ăn trứng không ạ? Dạ xin thưa là ở chỗ này á, cũng không có nói là nên hay là không nên. Bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ bà một vị nào đó ăn chay trường nhưng mà bị dị ứng với đậu nành. Tất cả những gì làm bằng đậu nành thì không thể ăn. Nhưng mà đậu nành là quả thật là cái món chay. Thí dụ theo mình nghĩ, phải không? Nhưng mà bây giờ người ta dị ứng với cái đậu nành thì buộc lòng phải ăn mì căn. Mà thậm chí tàu hủ kia ăn uống được, vì tàu hủ kia cũng làm bằng từ đậu nành. Ở đây á, mình cũng không nói nên là không nên, nhưng mà tùy. Tùy là như thế này. Thí dụ bây giờ đó, mình đi mua bánh mì hay bánh bông lan, mà trong bánh bông lan nó có trứng gà. Nếu mình ăn không quen thì mình khỏi ăn. Mà đã ăn được bánh bông lan thì khỏi cần móc ra coi chỗ nào trứng gà bỏ. Vì cái bánh bông lan sao móc. Cô hiểu ý không? Còn nếu mà nói đúng sai, trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng, cũng không có gì hoàn toàn sai. Điều đó Huyền Giác Thiền Sư khẳng định trong chứng đạo ca của ngài: thị bất thị, phi bất phi, phải không? Thuận ý mình, phải không? Thì mà bảo thị, trái bảo phi. Vai đeo mang hai cái khối nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Tại vì mình cứ nói cái này đúng cái này sai. Thật sự ra bây giờ Pháp Hòa đi bác sĩ nè, bác sĩ nói là Pháp Hòa rất là thiếu chất, biểu là phải ăn trứng gà. Rồi bây giờ thí dụ Pháp Hòa mà mua trứng gà về ăn nó trộn, thầy nó phạm giới. Cũng không nói vậy được. Tại vì bây giờ để vấn đề, cô hiểu ý không? Ở trong đạo Phật á, nó cũng du di. Nhưng mà nếu mình thấy mình không cần thiết thì thôi khỏi ăn. Vậy thôi. Vì mình cũng không biết cái nào trống cái nào không trống nữa. Thì thôi bây giờ nếu mình thấy cơ thể mình không cần thì mình không ăn. Mà nếu cần mình ăn, nhưng mà ăn là tại vì mình giữ sức khỏe thôi. Ngày xưa có một vị thầy bệnh, bác sĩ nói là mua con gà ác về chưng với thuốc bắc cho ông uống ông hết bệnh. Ông nghe vậy ông nói không, tu hành mấy chục năm không bao giờ ăn gà, ăn canh gà. Đệ tử mới lén nấu canh gà cho thầy ăn. Thầy ăn xong thầy hết bệnh. Thầy nói trời ơi thuốc gì hay quá vậy con.
Ông thầy mới đệ tử nói lúc này thưa thiệt đã thầy hết bệnh rồi. Nói dạ thưa thầy canh gà ác. Ông nghe xong học máu chết. Học máu chết mà đọa làm ngạ quỷ. Đêm nào cũng về trong chùa rên câu nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm uống canh gà. Một đêm uống canh gà giống như than vậy đó. Một đêm uống canh gà thôi mà quỷ hoại vậy. Thì có một vị thầy đạo cao đức trọng khác đến chùa. Thì tá túc đêm đó thì người đệ tử mới nói bạch thầy, nếu mà tối nay thầy có nghe tiếng rên đó thì thầy cũng đừng có lạ là thầy của con. Mới kể câu chuyện đó ra. Thì kể xong thì cái đêm đó cái hồn quan đó trở về cũng rên. Nhất dạ ẩm kê than. Thì vị thầy này liền khai thị: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phan. Dòng hồn hết còn xuất hiện trong chùa. Thầy uống canh gà, thầy đâu có cố tâm. Đệ tử lỡ nấu uống hết bệnh rồi lo tu đi. Thầy tức chi rồi đó, thầy nhất dạ ẩm kê than. Bây giờ tu khai thị cho thầy nè. Chỉ cần ba nghiệp thân miệng ý thầy thanh tịnh, thầy cùng với Phật dông chơi ở cõi Tây Phương. Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phan. Thì bây giờ đó Pháp Hòa cũng không có nói đúng sai gì hết á, thấy không? Thì bây giờ cô cứ tùy cái quan niệm của mỗi người. Nếu mình thấy cơ thể mình cần có thì mình dùng, không cần thì khỏi dùng. Thậm chí á, bây giờ tỏi đó người ta ngâm với rượu trị bệnh nhức mỏi. Rồi bây giờ mình nói tôi thọ Bồ Tát giới cử ngũ tân, thà là chết chứ không uống rượu tỏi. Thì như vậy nó cũng không đúng. Mình uống rượu tỏi là bởi vì mình trị bệnh, hiểu ý không? Nhưng mình đừng lợi dụng tỏi, bởi vì người ta cũng cho nó đúng liều lượng thôi. 150g tỏi lột hết vỏ, còn 100g sắc từng lát ngâm với rượu. Thí dụ vậy sau 10 ngày mỗi đêm uống một muỗng cà phê thì trị bệnh nhức mỏi. Thí dụ vậy đi. Rồi bây giờ á, mình uống cái đó mình nói, lúc nào mình cũng đau khổ hết. Mình nói con phạm giới. Con phạm giới không. Bởi vì giới trong đạo Phật nó phải căn cứ trên 4 điều là khai, giá, trì, phạm. Lúc nào mở, lúc nào ngăn, lúc nào giữ, lúc nào phạm. Vậy thôi. Còn ngay cả mình nói mình ăn rau cải đó là ăn chay. Không, cũng sát sanh đó. Cây cỏ người ta đang sống sờ sờ vậy lại chặt đem vô ăn, không sát sanh sao? Cũng là sát sanh. Nhưng mà giữa cái sát sanh một cọng rau và sát sanh với một con vật thì cái lỗi này nó nhẹ hơn, vậy thôi. Cô đi đường, mình nói tôi đang đi thiền hành Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà ai biết mỗi một tiếng niệm Phật của mình đó có một con kiến nó chết ở dưới chân mình. Thì bây giờ mình phải khởi cái tâm cho mỗi lần mình đi thiền hành phải đọc cái bài kệ. Bài kệ làm sao? Sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Còn mình tổng chiến hán là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sinh tỉnh độ. Bây giờ mình làm sao mình tránh? Trong cuộc đời này không có bao giờ mình tránh được cái gì hoàn hảo. Thôi thì bây giờ mình làm được cái gì khả dĩ thì mình làm. Gọi là khả dĩ tức là được chút nào hay chút đó thôi. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, đêm đã khuya, trời đã lạnh, canh đã tàn, hơi đã hết. Xin chúc đại chúng có một đêm thật vui. Mà quý vị có vui không? Trước hết, chúng con xin cảm niệm công đức quý thầy, quý sư cô tại chùa Lâm Viên đã tổ chức cho chúng con được một buổi nói chuyện như thế này, đầy đủ những cái đạo tình, đạo vị. Và chắc chắn rằng hôm nay trở thành ra những cái lương thực để nuôi dưỡng đạo tâm. Và chúng ta mỗi ngày mỗi làm như thế nào, tu như thế nào, như là lời của Đức Phật giải đáp cho ông trưởng giả Út Già, để chúng ta biến mỗi nơi chúng ta sống là đạo tràng. Bởi vì mỗi ngày chúng ta có đạo tình,
đạo vị, đạo tâm, đạo tràng. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị, tất cả đại chúng đã hết lòng thương mến Pháp Hòa và có mặt với Pháp Hòa trong buổi tối hôm nay. Cầu chúc quý vị và gia đình luôn được an vui, hạnh phúc, Bồ đề tâm luôn được tăng trưởng. Nam mô A Di Đà Phật.